Dong. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn trẻ đã đến với channel của mình, đó là Nabi TV. Và trước tiên thì vô video clip thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho mình lên được 200.000 subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Video clip ngày hôm nay là một bài hát cực kỳ hot mới vừa ra lò. À mà không, nó ra lò ngày hôm qua rồi, tôi xem trễ một ngày rồi các bạn. Nhưng mà vì sao? Vì nó hay quá cho nên hôm nay mình sẽ reaction. Đó chính là bài Người Lạ Ơi của anh Karik và Auden. Mình đọc tiếng Anh sẽ không chuẩn, các bạn thông cảm cho mình với Karik và Auden. Dạo gần đây thì anh Karik cũng mới vừa nổi lên cái vụ Vì Yêu Mà Đến, đúng không? Thì mình lướt Facebook thì mình cứ thấy cái tin đó hoài thôi. Và bây giờ anh Karik đã ra một cái bài nhạc Người Lạ Ơi. Theo mình nghe cái tên thì mình nghĩ chắc sẽ nói chuyện với người lạ hả? Bài này nói chuyện với người lạ. Thôi không biết nữa, vô xem đi. Mình nghe nói là bài này rất là hay, thì để mình xem bài này nó có hay thật hay không. Ta-da, vô. Wow. Ôi nhìn cảnh giống Đà Lạt vậy. Bữa mới đi Đà Lạt xong. Đó, đây là chị Auden đúng không? Chỗ này quen nhờ. Ê, hình như cái chỗ đó là Đỉnh Lăng Bi Ăn đúng không? Hôm bữa tôi mới đi Đà Lạt nè. Đỉnh Lăng Bi Ăn phải không? Ôi chiếc xe dễ thương quá. Xe cô te à. Ê, nói nghe này, cái màu của cái MV này á là cái màu gì ta? Tôi nhớ là cái màu như phim nước ngoài á, màu vintage hả? Vintage, mình đọc chắc các bạn không hiểu đâu, để mình đọc ra phiên âm luôn. Vintage, hình như vậy á, cái màu nó vậy á, đúng không? Tôi là ngoài chưa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn những số này. Đà Lạt ơi, lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mai này tinh phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về với mầm sống, để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi, cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong. Người lạ ơi, giọng của hả trời ơi. Các bạn có biết khi mà tự nhiên cất lên cái giọng hát, cái mình cảm thấy rùng mình liền ấy. Giọng thanh vãi. Giọng vừa mạnh mà vừa thanh nữa cơ. Cái màu này đẹp quá, cái màu MV chia sớt như nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống. Một người với tôi vậy là đủ, những thứ còn lại chẳng quan trọng. Một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngay dài mở lòng bao dung bằng tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải ngay lối, lắng nghe thật khẽ có lòng tôi. Một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. Người là ai, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ai, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả. Cái khúc hả, chị này hát bắt tay thật ấy. Cái kiểu nghe một lần là mình thích liền ấy. Chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay, cả trời tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản là tình yêu. Người là ai, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mọi
Ôi mẹ ơi, thật ra cứ mỗi lần mà tới nghe cái chị này hát là bắt đầu tôi kiểu rùng mình lên á. Hết rồi hả? Tôi còn muốn nghe tiếp cơ. Cái khúc rap thì tôi vẫn chưa có nghe, chưa có hả xem rõ lời cho lắm, tại vì nãy giờ tôi cứ nghĩ tới cái khúc của chị đã hát thôi. Thì nó rất là hay và nó rất là bắt tay, tôi thích cái khúc hát quá. Còn cái khúc rap thì chắc tí nữa tôi phải xem lại, tại vì tôi không có nghe nhiều về rap. Và với lại á, từ đó giờ á, là Karik là một cái người rap về tình yêu rất là nhiều. Và cứ mỗi khi anh ấy rap về tình yêu là khi mà mình nghe là mình thấy mình là người thấy thương ổng luôn á. Ổng rap với cái giọng điệu mà kiểu tội lắm kìa, mình nghe mình muốn tới bên cạnh ổng luôn ấy. Và bài này cũng như thế, có những cái lời hai á, cái lời hai, cái giọng, cái giọng của ổng đọc nghe mà nó tội tình dễ sợ. Nói chung là cái bài này tôi thích cái khúc hát, cứ mỗi khi chị hát là tôi để tôi nghe lại đây nè. Giọng chị này kiểu nghe nó vừa trầm mà nó vừa thanh, một cái chất giọng mà tôi cực kỳ muốn có nhưng mà tôi không có được. cái khúc hát là khúc tôi thích nhất trong cái bài hát này, và anh Karik đọc rap rất là thương cảm, em rất muốn đến bên anh. Người là ơi, xây nhà surprise giùm tôi, ủng hộ tôi nhé, lên 300.000 sub. Có sao đó hơi lộn. Ủng hộ tôi lên 300.000 subscribe. Cái này nó mới đúng nè. Đấy, các bạn nhớ subscribe để ủng hộ cho mình và like video giùm mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã xem hết video reaction này của mình. Không biết có ai thích giống tôi là thích ở cái khúc hát nhất hay không, vì nó quá bắt tay phải không ạ? Cười là ơi, xin nhớ subscribe giùm tôi và nhấn thêm cái chuông nữa. Bye bye các bạn nha, tạm biệt và hẹn gặp lại.